Quang miền Tây xin chào con các bạn nha. Thì hôm nay mình gặp nha nhá Long, ngày 27 Tây tháng 2 thì bây giờ là trưa rồi, thì mình lấy giá buổi trưa nha. Giá buổi trưa tại vì kho nó thường điều chỉnh giá buổi trưa với buổi chiều, mình sẽ cập nhật giá Long của kho nào cao nhất nha. Rồi giá Long ruột trắng hàng đẹp 16-18 ngàn, hàng sàn 13-15 ngàn, hàng dạt 6-10 ngàn. Thì giá anh Long ruột trắng có thể cho em là từ 1-2 ngàn nha. Giá anh Long ruột đỏ loại 1 33 ngàn, loại 2 25 ngàn, loại 3 18 ngàn, loại 4 12 ngàn, hàng dạt 4-5 ngàn. Thì giá anh Long ruột đỏ có thể cho em là từ 2-3 ngàn, tùy theo giữa, tùy theo kho, tùy theo khu vực nha. Rồi hôm nay cập nhật nhanh giá anh Long đến đây cũng xin kết thúc. Chào bà con các bạn, hẹn gặp ở video sau nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.